Đó, thì nay giao bò ở trại hơi gió tối hả anh chị ơi. Review cho anh chị tham khảo nha. Ăn là uống thôi. Trang trại này khoảng 1.000 con nha anh chị. Đi mấy ngày lâu hết. Ồ, còn uống nước rất nhiều. Cãi không nghe anh chị, này là cãi không cãi không đó anh chị ơi. Con coi cọp nè, lớn mắt nói ô ngái chữa nó một cái không nha anh chị. Ô nó bự kìa. Cọp nè, bò bê nè, kem bò bê, kem bò bê, bò bê, bò bê rạc hết bò bê nè. Đó, vậy mới kem khủng nha anh chị. Nó bò mà em mà chuyên cung cấp bò lớn cho cá trại mà. Đó, anh chị thấy đó, cái hồi vàng cỡ khủng cái đó là chào khách thôi, bú đó. Giờ một cái vụ hậu quỷ nè, Italy. Italy nha anh chị. Đó, cấp cung cấp bò Italy luôn. Italy. Yeah.
chuyên cung cấp bò nọc luôn nha anh chị. Quá trời mèo luôn hả bác? Mèo. Con mèo nè. Hàng năm là giao hàng ngàn con bò cho trại nha anh chị. Tại hôm nay hơi tối quay cho anh chị tham khảo sơ thôi. Đi như nãy giờ mấy ngày dầm rồi nó chưa hết bò. Rất là nhiều luôn, rất là nhiều nó bỏ không đó.